theo dõi chương trình Nghe Nói Nhà Có Boss. Như chúng ta đều biết, nuôi các em thú cưng không chỉ là một thú vui mà bên cạnh đó còn là một bước ngoặt trong cuộc sống, bởi các em thú cưng sẽ giúp chúng ta xoa dịu những trái tim cô đơn và là một sợi dây liên kết vô hình tình cảm của các thành viên trong gia đình với nhau. Hiện nay các thú nuôi trong gia đình rất đa dạng, có thể là chim, hamster hoặc rùa. Một số gia đình lạ hơn chọn cho mình những vật nuôi như là trái cá, nhện, bò cạp. Thế nhưng trong chương trình ngày hôm nay, Minh Ngọc sẽ cùng quý vị tìm hiểu về hai loài vật nuôi quen thuộc với các gia đình Việt Nam, đó chính là chó và mèo. Bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo chân gia đình Minh Ngọc đến nhà của khách mời đầu tiên nhé. Vị khách đồng hành cùng Minh Ngọc trong tập phát sóng lần này đó chính là anh Phạm Minh Tuấn, giám đốc chuỗi Pet Shop Dog Paradise. Xin chào anh Tuấn. Xin chào tất cả mọi người, xin chào Minh Ngọc. Và như mọi người cũng thấy ở đây là chúng ta đang có một bầy thú cưng của anh Tuấn, là những chú mèo và một chú chó rất là đáng yêu nữa. Và đúng như chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và chia sẻ về việc lựa chọn thú cưng nào cho phù hợp. Mà em nghĩ đây là một chủ đề chung cho tất cả mọi người, đó chính là lựa nuôi chó hay là nuôi mèo. Chó với mèo là hai cái động vật, là hai cái loài thú cưng mà được con người nuôi gắn bó với suốt quá trình phát triển của con người. Chúng ta dễ dàng có cảm thấy là trước đây chúng ta chưa hề có chó cảnh hay là mèo cảnh gì hết, nhưng mà tuổi thơ với của chúng ta ít nhiều gì cũng có gắn bó với những chú chó chạy lanh quanh trong sân hay là những chú mèo chạy lung tung trong nhà và đi bắt chuột. Rất là vui khi là nhớ cái kỷ niệm là ở quê là mình có nuôi mèo là đi để bắt chuột. Với cuộc sống hiện đại, con người càng cô đơn hơn và làm bạn với chó với mèo là cái điều không thể có gì tốt hơn và có thể thay thế được. Không có thể phân biệt là nuôi chó tốt hơn hay là nuôi mèo tốt hơn, mà vấn đề là tính cách của người của chúng ta phù hợp với con vật nào thôi. Dạ, vậy thì làm cách nào để chúng ta biết được là tính cách của mình như thế nào thì sẽ phù hợp với việc nuôi chó nuôi mèo? Thông thường với những người nuôi chó thì thường là tính chất hướng ngoại và khá năng động và thích đi chơi bên ngoài. Bạn có thể nuôi một con chó, bạn có thể dắt nó đi chơi khắp nơi. Con chó có thể đi với bạn rất là vui vẻ, ở đâu chỉ cần có chủ của nó là nó cảm thấy vui rồi. Nhưng mà mèo thì ngược lại, thì không phải là như vậy. Là người phù hợp với bản tính là hướng nội và có phần điềm tĩnh, và mèo chỉ thích ở cái khu vực của nó ở thôi, chứ cái việc đi chơi là mình muốn thì mình dắt nó đi theo, chứ thật sự là nó không có thích điều đó. Bạn giống như là một cái minh chứng dễ dàng cho mình thấy là người mà bạn nuôi chó đó, bạn chỉ cần lấy cái giỏ hay là cái túi xách, cái dẫn cái xe ra hỏi leo lên không, là con chó nó sẽ độc lập tức là nhảy lên xe là đi chung với mình. Còn mèo bạn kêu nó đi thì nó chạy mất tiêu luôn. Như vậy là tùy thuộc vào tính cách mà chúng ta sẽ lựa chọn được loài vật nuôi phù hợp. Mà em nghĩ ở đây là nó sẽ còn phải phụ thuộc vào thời gian và công việc bận rộn của mình nữa. Đúng rồi em, khi lựa chọn giữa nuôi chó với mèo thì chúng ta phải cân nhắc lại cái quỹ thời gian của chúng ta dành cho con vật cưng của mình là được bao nhiêu lâu trong một ngày. Ví dụ như nếu mà bạn quá bận trong một ngày, bạn đi làm suốt cả ngày thì cái việc quỹ thời gian mình không có dành cho bé cún được thì là một cái điều rất là kinh khủng đối với bé. Bé rất là dễ bị stress khi mà cả ngày bị nhốt trong nhà và đợi bạn về thì bạn cũng đi ngủ luôn, thì cũng không có thời gian cho bé đi dạo, không có hướng dẫn cho bé đi vệ sinh đúng chỗ. Thì vừa stress cho bé mà vừa stress cho bạn. Tưởng tượng bạn cảnh bạn đi về mà cái nhà bạn bê bối, là tại vì nó ở nhà một mình, nó chó, nếu nó loại vật nó vốn năng động thì khi mình nhốt nó trong nhà nó bị cồn thì nó sẽ phá đồ trong nhà. Hai là nó sẽ đi vệ sinh lung tung, tại vì nó buồn, nó sẽ, tức là con chó nếu bạn đã hướng dẫn đi vệ sinh đúng chỗ nhưng mà khi mà không được, bị stress nó sẽ vẫn đi lung tung, thì bạn về bạn cũng stress, nó cũng stress, thì đó là ác mộng cho cả hai. Thì trong trường hợp đó thì giải pháp tốt nhất là mình chọn mèo thì sẽ ổn hơn, bởi vì mèo tính cách khá là độc lập. Bạn có thể để thức ăn, nó sẽ tự tìm thức ăn đến nó ăn, rồi vệ sinh hướng dẫn cũng rất là đơn giản. Nó sẽ rất enjoy, rất là hưởng thụ cái cuộc sống trong cái ngôi nhà của nó. Nó sẽ đi đúng trong cái khu vực, cái bể cát mà bạn đã hướng dẫn nó trước đó. Và nó cứ sống tự do trong ngôi nhà như vậy. Thì có bạn về, bạn chơi với nó thì chơi, không chơi thì cũng không sao. Em thấy là mèo rất là thích tôi tự lo cho tôi. Đúng rồi. Tính cách mèo đó là độc lập. Một số bé mèo thì nó gần như là nó cũng không có thích chơi với chủ luôn. Nhưng mà không phải là tất cả đều như vậy. Rất là trong trường hợp là có rất là nhiều bé nó vẫn quấn chủ, nó vẫn là thương chủ. Tuy nhiên nó không thể hiện cái điều đó ra thường xuyên lắm. Là yêu chủ đó nhưng mà mình tự lo được chứ mình không lệ thuộc hẳn vào chủ luôn. Đúng rồi. Tức là bản thân rất là tự độc lập.
trong tuổi thơ của anh á, có một kỷ niệm về một bé mèo rất là dễ thương. Đó là bé mèo ta thôi. Nếu mọi người nói là mèo không có quấn chủ thì anh không có đồng ý. Bởi rất là thông minh. Ngày xưa là bà nội anh là giống như là nhà không có điều kiện thì phải giữ em bé giùm những người hàng xóm. Thì bà nội anh giữ rất là nhiều bé như vậy, thì có nhiều bé khóc. Thì những con mèo nó thay phiên nó đi vuốt ve, nó đi dỗ em bé, tức là nằm trên võng. Mấy bé nó cứ đi tới đi luôn, nó cọ cọ để cho mấy bé nó nín. Đó là vậy, hình ảnh rất là đáng yêu. Và cái đó là một cái kỷ niệm, cho nên mình cũng kỷ niệm đẹp, cho nên tình cảm mình đối với loài mèo cũng rất là đầy đủ, cũng không thua gì loài chó. Như em nhớ là ngày xưa mà khi mỗi lần mà nhắc tới mèo là em sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh con mèo đi bắt chuột. Đúng rồi em, ngày xưa thì đa phần gia đình tức là nuôi một con mèo đánh giá nó giỏi hay không là biết bắt chuột hay không. Nhưng mà ngày nay thì anh thấy chuyện này nó cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là mình, tại vì mình nuôi nó làm vật cưng mà. Tưởng tượng mà vật cưng của anh đi bắt con chuột rồi tha lên đầy nhà, nó cũng là một điều thật sự là ghê đúng không? Thì ngày nay thì những con mèo được nuôi thì nó nuôi ăn thức ăn công nghiệp, rồi hoặc là thức ăn rất là kỹ lưỡng. Đồ chơi thì có đồ chơi điện tử cho nó chơi nữa. Có đồ chơi điện tử nữa ha. Có những, tức là khi những anh đi những cái hội chợ về thú cưng á, là có những con robot là rọi đèn để cho con mèo nó chụp, hay là những cái cần ngoắt mà quơ thì là robot để cho mèo chơi với nhau. Rồi hoặc là người sẽ cầm những cái cần câu để dụ con mèo để giỡn với nó. Còn chó thì em nghe nói là lại sợ và không ăn được sô cô la nữa. Chó thì là thật ra sô cô la là được công bố là có tác dụng không tốt đối với cơ thể chó, nó nếu một lượng cao sẽ gây ngộ độc. Nếu mà trong việc lựa chọn chó với mèo thì em thấy là em vẫn thích chó hơn, bởi vì chó là được nhiều trò vui hơn. Đúng rồi em, thì thật ra giữa con mèo thì rất là khó để huấn luyện nó, bởi vì bản tính nó rất là độc lập. Còn chó chúng ta có thể, nếu mà chúng ta thích huấn luyện những con chó làm theo những cái động tác mình mong muốn, như là đứng, ngồi, nằm, hết sức là dễ dàng, gần như là không có gì khó hết, ai cũng có thể huấn luyện được hết. Bởi vì bản tính con chó rất là thuần với con người. Mèo thì không có giống vậy, nó chỉ là một người rất là độc lập, rất là chảnh chọe. Bạn phải coi như là nếu mà muốn chơi với nó thì phải chiều nó, chứ nó không có chiều với mình đâu. Cho nên mình phải lựa chọn, mình cân nhắc. Và chó thì cũng có rất là nhiều giống chó. Bản tính của con người thì rất là đa dạng, có người thích to, có người thích nhỏ. Thì chó có đến 400 giống, thì có rất là nhiều hình dạng khác nhau, rất là nhiều size. Ví dụ người thích nuôi chó to, có điều kiện rộng rãi, có sân vườn thì nên nuôi những con chó to. Còn những người nuôi, những người sống trong căn hộ, nhà phố thì có thể nuôi giống chó nhỏ hơn. Và chó thì có lông dài, lông ngắn, có loại rụng lông, có loại không rụng lông. Thì những người nào không thích rụng lông thì có thể là bị dị ứng như đó, thì có thể lựa chọn những giống như là poodle, yorkshire. Hay là những cái giống chó có tính chất là lông nó không có bị rụng mà nó mọc dài ra nữa, thì chúng ta chỉ cần đi cắt lông thôi. Mèo thì chúng ta ít lựa chọn hơn, chỉ có một vài giống thôi. Tức là có nhiều giống mèo, tuy nhiên chỉ có một vài hình thù nó cơ bản, nên nó không có khác nhau nhiều. Giống này là giống gì anh? Đây là giống mèo anh lông ngắn. Thì nó đây là màu gọi là golden, thì là giống khá mới. Tuy nhiên mèo có một cái khuyết điểm, tức là nó vấn đề vệ sinh của nó rất là ổn, tức là đi vệ sinh rất là ổn. Tuy nhiên nó có một khuyết điểm là lông nó hơi rụng nhiều, và nó không có giống như chó. Nó có giống chó là không rụng lông, nó mọc dài, thì mèo nó không vậy, nó thay lông theo mùa, và gần như là lông rụng rất là nhiều. Nếu người nào dị ứng lông thì thật ra là có một giải pháp. Giải pháp luôn. Yêu mèo mà sợ lông là vẫn có giải pháp. Đúng rồi, tại vì thực tế là có một cái giống mèo là hoàn toàn không có lông gì hết. Mèo không có lông. Cái này là một giống đột biến, tuy nhiên nó đã được thuần, và đây là một cái giống mèo hoàn toàn không có lông. Thì nếu mà ai thật sự thích mèo, không có điều kiện thời gian chăm sóc nhiều về thú cưng, thì có thể chọn mèo mà bị dị ứng thì chọn luôn một bé mèo không lông. Thì đây là một giải pháp khá là hoàn chỉnh. Có phải là bé mèo thoát ẩn thất hiện khi nãy ở đây không anh? Đúng rồi, cái bé đó là giống Spin, là một giống mèo không lông, rất là năng động, và là một trong những cái nhóm mèo được đánh giá là có cái tính rất là quấn người. Anh không biết có phải là do nó không có lông cho nên nó thấy cái người mình ấm nó cứ nhủi vô không? Những người mà nuôi bé thì rất là thích, tại vì nó hay ngủ chung với người đó. Và khi nãy em có nói là bé thoát ẩn thất hiện đó, là bé có mặt ở đây xong mới biến mất. Bây giờ anh có thể giúp cho quý vị khán giả được nhìn ngắm bé một lần nữa không? Đây, anh kêu bé lại. Đây là bé mèo không có lông. Không có lông. Đúng là không có một miếng lông nào hết mọi người à. Thật ra là nhìn cái mặt bé như vậy nè, mọi người có cảm, thường là mọi người sẽ cảm rất là sợ. Bởi vì nó giống như là phim kinh dị vậy đó.
Nhưng mà thật sự thì khi mình nuôi nó rồi thì thấy cảm thấy nó rất là đáng yêu, tính cách rất là mềm mỏng và rất là nịnh. Anh thường xuyên bắt gặp cảnh là nó massage nữa, tức là nó massage cho những con chó hoặc con mèo khác, nó cứ ngồi nó bóp vậy nè. Là rất là thân thiện với đúng mọi rồi, người. Đúng rồi. Dạ. Vậy là chúng ta đã có giải pháp dành cho những bạn yêu mèo mà sợ lông của động vật. Đúng rồi. Dạ. Việc nuôi chó hay nuôi mèo sẽ tùy thuộc vào tính cách và thời gian của từng người, đồng thời là tùy thuộc vào sở thích cũng như những yêu cầu cá nhân mà chúng ta sẽ có giống chó và giống mèo phù hợp nữa. Đúng rồi, chúng ta cần phải có cái sự cân nhắc rất là kỹ lưỡng khi chọn một bé nào, bé cún hay là bé mèo và cái giống nào, tại vì khi mình đã chọn thì mình phải quyết định là mình phải đi theo bé trong suốt quãng đời còn lại. Tức là trong quá trình anh tư vấn thì anh đã gặp rất là nhiều trường hợp là phát sinh tự ý là đi mua và không nghiên cứu gì cả, thì khi nhà thì rất là nhỏ nhưng mà nuôi một bé cún rất là to hết cả căn phòng luôn, thì lông rụng nhiều nè, thì đó là một ác mộng chứ không còn là một cái niềm vui thú nữa. Thì các bạn cần cân nhắc kỹ và có trách nhiệm đối với cái việc lựa chọn của mình. Dạ, yeah. Và trách nhiệm là nó sẽ theo suốt cả quãng đời của thú cưng mà mình lựa chọn nữa. Đúng rồi, tại vì nếu mà mình không có trách nhiệm thì dễ dàng là bỏ rơi mấy bé. Thật ra thì có những cái xu hướng, tức là nếu mà chúng ta có điều kiện thì ở những cái trại foster hiện tại là nhận rất là nhiều bé chó và bé mèo bị bỏ rơi. Thường là những bé này là có những cái vấn đề về tâm lý hoặc là những vấn đề về bệnh bệnh mà truyền nhiễm mà không có thể trị được. Tuy nhiên đối với các foster họ chuyên thì họ đã có sự đủ tình yêu và đủ cái kiên nhẫn. Một số bé mèo, bé cún đã hoàn toàn sạch bệnh, tức là đã được tiêm phòng, được tẩy giun, được triệt sản đầy đủ. Thì chúng ta có thể liên hệ những cái foster để lựa báo cho họ biết là mình có nhu cầu như vậy. Và chúng ta trình bày ra được mình có đủ điều kiện để nuôi, đảm bảo cuộc sống lâu dài cho mấy bé, thì các chủ trại, những cái chủ foster sẽ sẵn sàng chia sẻ cái bé cún hoặc là bé mèo cho bạn tiếp tục nuôi. Yeah. Vậy còn trường hợp mà mình bắt gặp một chú mèo bên đường hay một chú chó lang thang thì mình phải làm như thế nào? Đem về nuôi thì cũng rất là lo. Đúng rồi, trường hợp mà mình bắt gặp một bé cún, bé mèo mình không rõ ở nguồn gốc như thế nào thì thật ra thấy thì cũng tội, mà mang về thì cũng nguy hiểm, cũng hơi lo lắng. Thì tốt nhất là nên đi kiểm tra ở bác sĩ thú y trước. Và nhốt, tức là mình tránh trường hợp là các bé bị ủ bệnh trong người, thì nên có một cái khoảng thời gian là nhốt riêng ở trong chuồng để tránh lây lan, và theo dõi trong khoảng 10, 15, 20 ngày xem có cái mầm bệnh gì nó phát ra hay không, thì để điều trị kịp thời, để tránh những cái rủi ro, nhất là bệnh dại rất là nguy hiểm. Nếu mà lỡ như bé chó hay bé mèo cắn mình mà mình không có biết được bé như thế nào, bé chạy luôn thì rất là nguy hiểm cho con người. Yeah. Như vậy là chúng ta đã có rất là nhiều cách để có thể lựa chọn vật nuôi phù hợp, cũng như là cách để mà ứng xử với những bé chó, bé mèo mà chúng ta vô tình thấy ở ngoài kia, để qua đó là giúp cho các em có được một sức khỏe tốt và tiếp theo sẽ là một môi trường sống phù hợp hơn sau này. Em còn nhận thấy là đặc biệt là những chú chó nhỏ, mèo con mà khi mới về nhà mới thì thường hay khóc đêm, rồi cứ đòi chủ, quấn chủ miết. Em nghĩ là với những trường hợp như vậy mình cứ đem vào giường cho bé ngủ cùng mình là ổn đúng không anh? Thật ra câu hỏi của em hỏi là cũng là một câu hỏi khó. Trên mặt lý thuyết, tức là khi thường là bé cún thì nó sẽ hay la khóc đêm nhiều hơn là mèo. Thì mèo nó có cuộc sống độc lập, tự chủ thì rất là dễ. Trong trường hợp mà mèo hay là cún nó khóc đêm như vậy thì có thể chúng ta sẽ cho nó ở trong một cái phạm vi nhỏ thôi, tức là có một trong cái ngôi nhà cho nó cảm thấy không bị trống trải quá. Và chúng ta sẽ cho anh bé một số thức ăn hoặc là một cái gì đó gặm để cho nó quên đi cái nỗi sợ đó. Còn cái việc mà khi nó khóc chúng ta bưng vô giường ngủ chung thì nó sẽ tạo thành một cái thói quen là khi nó biết là sau khi nó khóc bạn sẽ ôm nó vô giường ngủ sướng quá, khóc hoài là cả cuộc đời bạn sẽ gắn liền với nó trong giường luôn. Thì thành ra mình phải cứng rắn trong cái giai đoạn là 2 đến 3 ngày đầu, có thể là phải chịu đựng nó la một chút xíu, nhưng mà cứ tập như vậy dần ngày thì nó sẽ quen và được sống nó độc lập hơn, nó đỡ vất vả cho mình hơn. Dạ, và cứ cho bé một không gian ấm áp nè, cho đồ ăn, thức uống, đồ chơi nữa thì sẽ ổn hơn. Đúng rồi. Nhưng mà em nhận ra là thật ra có rất là nhiều gia đình á, mình vừa bước vào nhà thôi chưa thấy chó mèo mình đã biết là nhà này có nuôi chó mèo, bởi cái mùi chó mùi mèo nó lan trong không khí. Nhưng mà trong gia đình anh em vừa bước vào căn nhà này em không thấy có mùi động vật. Đúng rồi em. Thực ra thì chó với mèo thì cũng có nhiều giống, thì có những cái giống nó khá nặng mùi,
như là bun thì da nó nhăn cho nên nó rất là dễ có vi khuẩn tạo mùi hôi. Thì thứ nhất là chúng ta phải lựa chọn cái giống chó nó phù hợp với cái điều kiện của mình. Nhà chật quá nên chọn những giống chó không có mùi, ví dụ như poodle hay là yorkshire. Một số giống nó hoàn có cái lượng mùi rất là ít. Và nếu cái điều kiện rộng hơn thì chúng ta có thể lựa chọn thoải mái hơn. Tuy nhiên ngoài ra thì mùi hôi của mấy bé thường hay tập trung vô cái tiếng hôi ở sau hậu môn nè, rồi hôi miệng, hôi tai, và ngoài ra là cái phóng uế của mấy bé thì cũng có mùi hôi. Thì để giải quyết mùi hôi thì mình phải xử lý triệt để từng cái vấn đề. Ví dụ như là tuyến hôi thì nó nằm ở phía sau hậu môn. Thường các bạn đi spa hay là gì đó thì họ sẽ nặn cái tuyến này ra thì giảm được cái mùi hôi cơ thể. Nếu mùi hôi do viêm da hay là viêm da cơ địa thì điều trị hết cái bệnh thì nó sẽ không còn mùi nữa. Vệ sinh tai, vệ sinh mắt nó cũng sẽ giảm thiểu mùi hôi, vệ sinh miệng cũng vậy. Ngoài ra để khử mùi trong cái môi trường sống của mình thì khi mấy bé đi vệ sinh thì chúng ta có dung dịch khử mùi đó. Đó là những dạng thường là bây giờ là nó sử dụng là dạng những nano phân tử. Khi mình phun ra thì những cái này nó sẽ tách bóc hết những cái loại phân tử gây mùi thì nó sẽ rất là không có gây hôi mùi cho nhà mình. Dạ. Mà chưa kể là mình có thể sử dụng những tinh dầu thơm để giúp cho không khí gia đình mình nó thông thoáng và nó thơm hơn. Trong tinh dầu thơm thì nó giúp cho thơm hơn thôi chứ cơ bản là nó không khử được mùi. Khử mùi thì chúng ta phải dùng dung dịch khử mùi. Như vậy là chúng ta đã có rất là nhiều điều cần phải chú ý khi mà nuôi chó nuôi mèo. Chỉ có điều em nhận ra là nếu như vậy thì nuôi mèo sẽ đỡ vất vả hơn vì bé tự vệ sinh được. Đúng rồi em, thì thật sự là để huấn luyện con bé dựa, bé cuốn và bé mèo đi vệ sinh đúng chỗ thì anh thấy là cái việc huấn luyện mèo nó đơn giản hơn và nó ít bị sai hơn. Vì mèo nó có đặc tính là sẽ đi vệ sinh vào cái vùng cát rồi nó lấp phân nó lại, hay đi tiểu cũng vậy. Thì chúng ta chỉ cần sử dụng một cái bồn, bồn có thành cao một tí xíu để tránh nó bươi cát, nó văng ra lung tung. Thì cát mình không sử dụng cát xây dựng nữa, mà hiện tại là trên thị trường đã có bán một loại cát dành cho mèo đi vệ sinh. Khi là bạn đi đổ chất lỏng vào, khi là đi tiểu hay là đi phân có hơi nhão thì cái chất cát đó nó sẽ tự quánh lại và nó tạo thành chất rắn. Chúng ta chỉ cần múc bỏ cái phần rắn đó ra thì nó sẽ không có hôi mùi trong nhà của mình. Và cái loại cát đó đó, bạn nên chọn cái loại nó có tính chất khử mùi. Thường là họ sẽ trộn cái than hoạt tính vào. Thì cái than hoạt tính thì nó có giúp hấp thụ cái phần mùi. Không có nên chọn cái loại cát mà có bỏ cái tinh dầu hương thơm vô. Đó là những cái loại hóa chất tạo mùi, nó lấp cái mùi đi thôi. Thật chất là nó là một loại hóa chất, thì thật sự để trong môi trường kính của nhà chúng ta thì cũng không tốt cho sức khỏe của mình cũng như là bé mèo. Nó phải hửi liên tục thì thật ra cái điều đó không tốt. Minh Ngọc tin là sau khi mà lắng nghe những lời chia sẻ của anh Tuấn thì quý vị khán giả cũng đã có những điều cần phải lưu ý khi lựa chọn cho mình bé cuốn hay bé mèo nào phù hợp với thời gian cũng như công việc của chúng ta. Đồng thời là đã có được một cái nhìn tổng quan trong việc chăm sóc bé cuốn, bé mèo và cách để cho các bé đi vệ sinh đúng nơi, đúng chỗ. Minh Ngọc tin chắc là anh Tuấn còn rất nhiều bí quyết để gửi gắm cho quý vị khán giả đang theo dõi Nghe Nói Nhà Có Boss. Nhưng mà chúng ta có thời lượng rất là hạn chế, cho nên Minh Ngọc xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào những số phát sóng tiếp theo để được lắng nghe những lời chia sẻ của anh Tuấn dành cho quý vị khán giả nhé. Xin chào các bạn. Chúc sau khi nghe xong, hy vọng các bạn đã có một cái suy nghĩ và một cái lựa chọn cho mình một bé cuốn hoặc một bé mèo phù hợp. Xin cảm ơn anh Tuấn với những lời nhắn nhủ vô cùng tâm huyết dành cho quý vị khán giả đang theo dõi Nghe Nói Nhà Có Boss. Và quý vị ơi, hãy nhớ like, subscribe và share chương trình của chúng ta để nhiều người hơn nữa cũng được lắng nghe những điều chia sẻ vô cùng hữu ích từ Nghe Nói Nhà Có Boss nhé. Minh Ngọc và anh Phạm Minh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.